Dạ, TV256 xin mến chào quý vị. Hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2019 ở bên Mỹ. Còn bên Việt Nam thì là bước vào ngày 14 tháng 7 2019. TV256 hôm qua đó, TV có đọc nhiều cái bài báo. Hiện tại quý vị đang thấy đó là đài VOA, là đài Việt ngữ của Mỹ, nói về thân nhân bị hành hung khi thăm tù nhân lương tâm tại trại 6 Nghệ An. Chúng ta biết là trại 6 Nghệ An đó là mấy ngày trước á, thì người ta có nói đến cái trại 6 Nghệ An đã hành xử rồi là rất là nhẫn tâm với những người tù nhân lương tâm. Thì đối với TV256 thì tôi nghĩ rằng đây là những người tù nhân yêu nước thì có lẽ là đúng hơn. Những người như anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh Nguyễn Bắc Triển, rồi anh Trương Minh Đức, đại khái là rất nhiều tù nhân có cái tấm lòng yêu nước, yêu quê hương. Chứ họ không phải là những người tội phạm mà lại bị đối xử rất là khắc nghiệt. Và tin tức ở trong tù được loan ra ngoài đó là họ đang tuyệt thực, những tù nhân lương tâm này đang tuyệt thực. Thì bởi vì chúng ta thấy tại sao có cái chuyến mà thăm viếng tù nhân lương tâm, theo cái hình ảnh mà TV thấy thì có khoảng cỡ khoảng 20 tù nhân lương tâm. Đó, hình ảnh mà quý vị đang nhìn thấy đó, quý anh chị em thấy là có 20 tù nhân lương tâm. TV đếm tổng cộng đó là cỡ khoảng là 19 người và một người đang chụp hình, thì TV biết tổng cộng là 20 người thân nhân của tù nhân lương tâm đến cái trại giam trại số 6 ở Nghệ An để yêu cầu đối xử nhân đạo với những người tù nhân yêu nước này. Thì rốt cuộc sự việc xảy ra, báo chí đưa tin loan tải rằng là những người này, 20 người này, gần như tất cả 20 người này đều bị hành hung bởi một nhóm người gọi là bạn thường phục mà cá nhân TV256 tin rằng đây là bọn công an đội lốt thường phục thôi. Nó không phải là những người mà dân thường đâu. Quá nhiều việc xảy ra rồi, quá nhiều việc xảy ra cho chúng ta thấy đây là những người công an đội lốt thường phục để mà hành hạ đánh đập những người mà thân nhân của tù nhân, hoặc những người mà người ta phản đối những cái quyết định của trại giam số 6 khi mà họ gỡ tất cả những cái quạt máy mà trong lúc mà mùa hè nóng nực như vậy, thì những tù nhân lương tâm đó đã tuyệt thực để mà phản đối cái hành vi mà coi như là tra tấn họ, tại vì quá nóng mà không có cái quạt máy thì cái không khí trong trại giam thì nó không có đủ nữa, mà nó nóng như vậy thì coi như là thở không được. Đây là cái việc mà TV có thể khẳng định đó, đây là một việc tra tấn tù nhân, và người ta mới tuyệt thực như vậy. Thì TV đọc sơ sơ cho quý anh chị em hiểu về Đài Voa nói như thế nào nha. Mà không những Đài Voa không, còn có đài AFP, rồi còn có đài BBC nữa. Quý anh chị em nghe sơ qua nha.
Hôm 12 tháng 7, các nhà hoạt động cho VOA biết thân nhân của các tù nhân lương tâm và những người ủng hộ đồng hành cùng bà Nguyễn Thị Kim Thanh khi trên đường đến trại giam số 6 ở tỉnh Nghệ An để thăm chồng của bà là ông Trương Minh Đức, thì bị một nhóm người mặc thường phục, trong đó có cả cán bộ trại giam, tấn công, đánh đập, gây thương tích. Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương cho đài VOA biết ông Trịnh Bá Khiêm và bà Cấn Thị Thiêu, cha và mẹ của anh, có mặt trong đoàn này đã bị hành hung với một số người khác. Hôm nay bố mẹ tôi cùng một số nhà hoạt động dân chủ cùng thân nhân các tù nhân lương tâm, trong đó có cô Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ của tù nhân Trương Minh Đức, có đến trại giam số 6 Nghệ An để thăm nuôi. Khi đến cổng trại giam thì phía công an Nghệ An đã cho một chiếc xe ben để chặn cổng lại, khiến cả đoàn phải xuống xe ô tô và đi bộ để tiến vào trại giam. Khi đi được một đoạn thì công an Nghệ An đã tổ chức khủng bố, đánh đập rất tàn bạo đoàn đi thăm. Bố tôi là Trịnh Bá Khiêm đã nhận ra được một số người trong số những người tấn công chính là quản giáo của trại A6, anh Hoàng Đức Nguyên, cũng có cha mẹ tham gia vào đoàn thăm tù nhân ngày 12 tháng 7, nói với VOA rằng cha mẹ tôi có tham gia đồng hành cùng đoàn này, họ bị đánh đập rất nhiều, như trường hợp của chú Quỳnh Ngọc Trên, cô Nguyễn Thúy Hành, chú Trịnh Bá Khiêm cũng bị đánh, cướp tư trang và điện thoại. Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hành, người đồng hành trong chuyến thăm này, viết trên Facebook: trên đường vào trại giam số 6, đồng hành cùng các tù nhân lương tâm đang tuyệt thực tại đây, cả đoàn chúng tôi bị đàn áp, đánh đập tàn khốc. Riêng ông Quỳnh Ngọc Trên bị đánh hội đồng tới 3 lần, bị cướp toàn bộ tiền bạc, giấy tờ tùy thân và iPhone. Chúng nó là an ninh, quản giáo và tù hình sự, trại sáo dưới dạng côn đồ. Nhà hoạt động, nhà báo tự do Quỳnh Ngọc Trên phát biểu trong một video truyền trực tiếp trên trang Facebook cá nhân của nhà hoạt động Dũng Trương: côn đồ ở trại giam số 6 xông ra đánh tôi đầu tiên và đánh tôi nhiều nhất, cướp đi một điện thoại, bóp trong đó có 1 triệu đồng và tất cả các giấy tờ. Vì tôi đòi lại nên chúng đánh nữa. Chúng đánh tôi tất cả 3 lần, mỗi lần có 5-6 thằng đánh. Mở ngoặc kép và đóng ngoặc kép. Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh thông báo trên Facebook: chị Nguyễn Thị Kim Thanh không những không được vào thăm chồng mà còn bị đối xử hung bạo, bị đập điện thoại, bị đe dọa và dồn di bộ ra tận quốc lộ rồi áp giải về dinh. Mở ngoặc đóng ngoặc kép. Vô chưa liên lạc với giám thị trại giam số 6 tỉnh Nghệ An để tìm hiểu về việc này. Anh Trịnh Bá Phương nói với VOA rằng là một sự vụ hành hung nghiêm trọng đối với các nhà hoạt động và thân nhân các tù nhân lương tâm. Anh cho biết đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã hội thăm gia đình anh ngay sau khi sự vụ việc xảy ra hôm 12 tháng 7. Ngay sau khi sự việc xảy ra được ít phút thì phía Đại sứ quán Hoa Kỳ đã trực tiếp gọi hội thăm. Họ rất quan tâm về vụ việc này và hội thăm các tù nhân đang tuyệt thực kéo dài ở trong trại. Sự quan tâm của phía Mỹ là rất cần thiết, kịp thời để bổ sung vào hồ sơ vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Trước đó hôm 9 tháng 7 tại Hà Nội, bà Nguyễn Kim Thanh, vợ tù nhân lương tâm Trương Minh Đức, đã có gặp các đại biểu Đại sứ quán Hoa Kỳ
Liên minh châu Âu để trình bày về việc các tù nhân lương tâm trại giam số 6, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vẫn còn đang tuyệt thực. Tính đến nay, họ đã tuyệt thực 30 ngày, theo trang Facebook của bà Thanh. Bà Thanh viết, đại diện các sứ quán Mỹ, Úc, EU cũng đều bày tỏ lo ngại về tình hình tù nhân lương tâm và nạn ngược đãi tù nhân lương tâm trong các trại giam ở Việt Nam. Ngoài hỏi han về tình trạng của ông Trương Minh Đức và bạn tù, họ cũng hỏi thông tin về Hoàng Bình, Nguyễn Bắc Truyển và Nguyễn Văn Hóa. Họ đều biết đến việc Hóa bị kỷ luật biệt giam, cùm chân, còn Hoàng Bình và các anh em tù khác phải tuyệt thực để tìm cách bảo vệ em Hóa. Cũng trong diễn biến liên quan, trong hai ngày 10 và 11 tháng 7 tại thủ đô Washington, các tu sĩ Việt Nam gồm có Linh Mục Lê Quốc Thăng, Thượng tọa Thích Vĩnh Phước cùng các đặc cộng đồng gốc Việt tại Mỹ đã gặp gỡ các nhà lập pháp Hoa Kỳ để vận động cho nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam. Thì sau khi mà TV256 trình bày đó, nêu lên cái quan điểm của mình về cái việc mà những anh em bị đánh đập như vậy, thì sau khi mà TV đưa lên quan điểm thì sẽ trình chiếu cho quý anh chị em về về những cái đoạn, có cái ba đoạn video clip mà TV được cóp nhặt ở trong trang nhạc của anh Trịnh Bá Phương nha. Thì mời quý anh chị em xem lại những cái clip mà những người công an hành xử thô bạo với những thân nhân của những người tù nhân lương tâm. Và xin mời quý anh chị em xem qua cái tờ báo khác nha. Đây là cái tờ báo của BBC nè. BBC cũng tường thuật thì đại khái như vậy ha. Rồi thêm một cái tờ báo khác nữa, đài AFA. Đây là đài Á Châu Tự Do đây, quý anh chị em thấy đài Á Châu Tự Do cũng lên tiếng. Và chúng ta thấy anh Quỳnh Ngọc Trên và Nguyễn Thí Hạnh, chúng ta thấy những người yêu nước như thế lại bị đánh đập dã man, máu đã đổ, mặt đã sưng như vậy. Mà không phải là chỉ hai người, mà đa số trong tất cả những người tham dự cái cuộc đi thăm này, mà theo cái báo của FA thì có hơn 20 nhà hoạt động nha. Hơn 20 nhà hoạt động đến đồng hành cùng thân nhân tù chính trị đến trại 6 Thanh Chương, Nghệ An. Thì đại khái TV muốn làm cái clip này đó để làm bằng chứng nha. Bằng chứng tất cả những cái bài báo mà đưa lên như thế này và hình ảnh, những tài liệu để mà chứng minh cái toàn bộ cái sự mà vi phạm nhân quyền của nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam. Thì quý anh chị em biết rõ, TV nói là những người mà tù nhân lương tâm đó là những người tù nhân yêu nước. TV khẳng định là điều đó. Đây là những người yêu nước, họ không có tội gì hết á, ngoài cái tội gọi là yêu nước thôi. Thì khi yêu nước là họ thấy cái đất nước mình bị đau khổ dưới cái chế độ cộng sản, và họ hiểu ra được thế giới tự do dân chủ, cái cuộc sống nó sung sướng như thế nào, và họ đứng lên họ đấu tranh. Chứ họ không có phải là những người mà tù nhân ăn cướp ăn trộm hoặc là giết người, làm sao mà có thể mà bỏ tù họ được. Giống như anh Trần Quỳnh Duy Thức bỏ
hàng chục năm trời rồi, hàng chục năm mà trong tù như vậy. Mà ngày nay đó, TV thấy hôm qua anh Nghi Lữ cũng lên tiếng, anh Nghi Lữ cũng phỏng vấn cô Nguyễn Thúy Hạnh này và Quỳnh Ngọc Trên, rồi anh Đinh Quang Tuyến ở trong nước cũng đã từng lên tiếng, lên tiếng về cái anh gọi cái bọn này là bọn giặc nội xâm mà ở Nghệ An. Rồi ngoài ra TV256 còn thấy anh Chí Râu Đen nữa cũng 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 lên tiếng, và có thể nhiều người khác thì TV không nghe rõ, nhưng mà TV biết rằng là trách nhiệm của TV256 là cũng phải lên tiếng. TV256 được sống gọi là sung sướng trong một cái xứ sở tự do thì lẽ dĩ nhiên mình phải lên tiếng thôi. Mình không chịu đựng nổi, đây là một cái quyền tự do của con người, mình được đi lại toàn bộ trên lãnh thổ của mình, và mình được đến quyền đến thăm những người mà tù nhân mà mình yêu thích. Tại sao lại bị đánh đập vô cớ như vậy, mà đánh đập rất là tàn nhẫn như vậy? Làm sao mình không lên tiếng được? Mình phải lên tiếng, mình vạch mặt ra, mình vạch mặt ra cái bọn mà phản quốc. TV nói thẳng lại như vậy đó. Chỉ là bọn phản quốc mới là đi hành xử thô bạo với người yêu nước. Tất cả người mà thăm người người thân nhân của họ, họ biết, họ biết trong lòng, họ biết 100% đây là những người yêu nước, thì họ cũng là những người ủng hộ người yêu nước, thì họ cũng là người yêu nước thôi. Mà họ người yêu nước mà họ bị đánh đập như vậy, thì chúng ta phải biết nghĩ ngược lại, cái bọn mà đánh đập đó là những kẻ phản quốc. Và những kẻ phản quốc đó đó, họ chỉ là tay sai thôi, họ chỉ là tay sai của cái bọn cầm quyền thôi, họ là tay sai của bọn mà nhà tù trại số 6 đó. Và bọn nhà tù trại số 6 đó lại nhận những cái chỉ thị từ ở cấp trên, từ ở bọn cầm quyền, giống như là Nguyễn Phú Trọng hoặc là Nguyễn Xuân Phúc. Đó là những kẻ đáng tội. Cái tội ác nó nằm ngay ở Nguyễn Xuân Phúc, tội ác nó nằm ngay Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải là những người kia chỉ là tay sai. Nói thẳng là như vậy. Nói thiệt, TV rất là nóng. Cái tánh, bản tánh TV thì thấy những chuyện bất bình thì rất là nóng tánh. Mà trước khi nói đó là TV đã dằn lòng rồi. TV muốn nói những cái lời nhỏ nhẹ, êm ái để mà lọt tai người nghe. TV không muốn mà la lớn đâu, nhưng mà nếu mà có cái trường hợp mà TV mà xúc động quá mà lên tiếng đó, mong rằng quý anh chị em thông cảm cho. Sự thật thì đó là cái bản tánh này nó rất là khó sửa, dù là mình biết trước và mình đã lên tiếng nhẹ nhàng, nhưng mà rốt cuộc rồi mình cũng lớn tiếng đó. Mong là quý anh chị em thông cảm. Những người đó là những người yêu nước, đúng không? Mấy anh đó có giỏi thì mấy anh đó đánh đi, mấy anh ra ngoài Trường Sa, Hoàng Sa đó. Đó vừa rồi đó nói rằng có cuộc đụng độ giữa tà phải giám của Việt Nam với Trung Cộng đó, các anh đó ra đó mà đánh đi, ra đó chiếm lại cái Hoàng Sa là cái vùng đất thiêng liêng lãnh thổ của mình đó, bị giặc tàu chiếm vào năm 1974 đó. Các anh làm những điều đó đi, tại sao các anh đánh đập những người dân oan yêu nước như vậy? Những người này là những người mà yêu nước mà các anh đi đánh đập như vậy thì các anh chứng tỏ cái hành động phản quốc của các anh rồi. Nói thiệt, cái hành động nó phản quốc rồi, mà nói thiệt,
ngày nào TV cũng cũng đọc những tờ báo trong nước, những cái hình ảnh của hội họp đó, TV thấy ngay tất cả đều là mang cái tính chất gọi là phản quốc của một cái nhà cầm quyền. Từ một cái câu khẩu hiệu rồi là đưa lên là Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm, rồi lên cao hơn tất cả, đó là đó đây là phản quốc rồi. Nó là phản quốc, nó rõ ràng như ban ngày vậy đó. Chỉ có Tổ quốc Việt Nam là trên hết. Các anh có phải dám rồi là treo lên cái bảng cao hơn hết là Tổ quốc trên hết không? Các anh có thể kéo cái bảng mà Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm xuống không? Rồi treo cái bảng Tổ quốc trên hết lên lên trên trên đầu được không? Để chứng tỏ các anh là người yêu nước. Các anh đâu có dám làm chuyện đó đâu. Cả thế giới này, mọi quốc gia hiểu, họ đều đặt cái câu Tổ quốc trên hết. Các anh không làm được việc đó. Các anh đưa cái Đảng Cộng sản quang vinh lên trên hết, chứng tỏ các anh là những người phản quốc. TV thách tất cả các anh dư luận quy viên đó, tất cả những cái anh cán bộ cộng sản đó, có thể vào cái clip này đó để mà trả lời cho TV không, phản biện với cái clip này không, để chứng tỏ các anh là người yêu nước không? Nội lá cờ phúc kiến mà các anh đang sử dụng đó, cái đó cũng là mang tội phản quốc đó. Đem cái cờ của giặc Tàu vào năm 1933 ở tỉnh Phúc Kiến để mà làm cái cờ nước. Hồ Chí Minh là một tên đem cái lá cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến để mà trở thành cờ hồ nước, cờ nước. Thì Hồ Chí Minh là ai? Người ta đã chứng minh rằng Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu. Quá nhiều bằng chứng để TV256 đã có nhiều clip để nói về chứng minh rõ ràng Hồ Chí Minh là tên gián điệp Tàu. Nếu các anh không có những tài liệu đó thì hãy vào YouTube TV256, đánh ra TV256 và Hồ Chí Minh thì sẽ biết rõ. Ở đây trong cái phạm vi cái bài nói chuyện này thì TV không muốn lan man đến cái tên gián điệp Hồ Chí Minh. Thành ra đó các anh đó đặt, người ta nhìn thấy các anh đặt cái Đảng Cộng sản của các anh bên trái, Đảng Cộng sản của các anh đại diện là cái cờ búa liềm đặt ở bên trái, rồi mới đến là cái cờ đỏ sao vàng mà các anh cho rằng là cái cờ tổ quốc của các anh. Chứng tỏ là các anh đã ngồi xổm lên tổ quốc của các anh. Làm sao mình có thể mình đặt đảng mình mà trên cả tổ quốc? Chỉ có những người phản quốc, chỉ có những người phản quốc mới làm những cái chuyện mà tồi bại như vậy. Hiểu không? Đó là bằng chứng phản quốc của các anh. Các anh biết bao nhiêu cái hành động phản quốc của các anh? Ừ. Dâng đất dâng biển cho Tàu, hiểu không? Lúc nào đó gọi giặc Tàu cũng là Tàu lạ, Tàu lạ, trong khi nó bắn giết ngư dân của mình, nó cướp bóc tài sản ngư dân của mình, nó lấy ngư cụ của ngư dân của mình, rồi nó lấy cá, lấy mực, lấy tôm, nó ăn cướp trắng trợn như vậy, rồi nó còn bắt sống những người Việt Nam đem về bên Trung Cộng để mà đòi tiền chuộc nữa, mà nó đã bắn giết biết bao nhiêu đồng bào mình, bắn giết ở trên Biển Đông để mà giết bao nhiêu người ngư dân của mình rồi, mà vẫn còn các anh cho là tàu lạ. Rồi ngày hôm nay có cuộc trận đụng độ gì?
các anh chỉ là mỹ dân, các anh đừng có xạo xạo, chẳng có đấm đánh gì hết á, các anh làm gì mình dám đụng tới tới cái thằng giặc như vậy, các anh chỉ biết nói tàu lạ thôi, các anh không dám nói là tàu Trung Cộng, tàu Trung Quốc đã đâm chìm tàu Việt Nam rất là nhiều lần ở trên lãnh hải của Việt Nam. Các anh toàn là những tên hèn hạ, rất là hèn hạ, mà ngày hôm nay các anh còn gọi là tấn công vào những người yêu nước, bắt giam những người yêu nước hàng chục năm trời, làm sao mà người ta có thể chịu đựng nữa. Nhiều người lên tiếng, và TV256 cũng phải lên tiếng để chống lại cái hành động phản quốc của các anh. Biết rằng cái lên tiếng cũng bằng thừa, nhưng mà đó là cái trách nhiệm cá nhân của TV256 cũng như cá nhân của tất cả mọi người, họ đều phải muốn lên tiếng hết để chặn đứng được phần nào cái việc mà làm thô bạo của các anh đối với người dân. Các anh đã vi phạm nhân quyền rất là trầm trọng khi mà hành xử như thế, hành xử côn đồ, hành xử bằng những người bận thường phục để tấn công vào những người yêu nước. Các anh toàn là sử dụng gọi là thường phục không để làm những chuyện tồi bại. TV256 từng phổ biến rất nhiều những cái clip của bà Trương Thị Yến. Đó là một cái dân oan mất nhà mất cửa. Các anh ép buộc người dân oan phải lên xe bus khi người dân oan biểu tình, các anh đòi giải tán biểu tình, trong khi điều 25 hiến pháp đã khẳng định cái quyền biểu tình của người dân. Các anh vi phạm trầm trọng cái điều 25 hiến pháp. Các anh lấy cái quyền gì để mà đàn áp người biểu tình, đẩy họ lên xe bus? Các anh lấy cái quyền gì vậy? Trong khi họ là những người già cả, tay không có tất sắc, chỉ có vài cái biểu ngữ thôi, mà các anh phải sợ hãi như vậy? Các anh bắt buộc giới hạn là biểu tình chỉ có trong 10 phút. 10 phút tại sao các anh có cái quyền như vậy gì? Các anh có giỏi thì giết chết người ta đi. Có lẽ các anh không bao giờ dám làm điều đó. Ngày hôm nay nó có Facebook, nó có YouTube. Nó không phải cái thời mà 50, 53, 54, 55 nữa, thời mà cải cách ruộng đất thì các anh muốn giết bao nhiêu người giết. Theo cái tờ tạp chí Cộng sản của các anh đã giết 172.008 người trong cái cải cách ruộng đất. Mà ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện đã ước lượng rằng là trên 500.000 đã bị giết chết ở trong cải cách ruộng đất. Và đó là cái con số chỉ thị gọi là 5% dân số của tướng Trần Canh, của tên giặc Tàu. Đó là chỉ thị từ Mao Trạch Đông mà Trần Canh đã mang đến giao tận tay cho Hồ Chí Minh để phát động một cuộc cải cách ruộng đất. Và bà Nguyễn Thị Năm là một người đầu tiên đã bị giết chết bởi Hồ Chí Minh. Lịch sử nó còn ghi rõ đó. Thư ký riêng của Hồ Chí Minh đã tường thuật lại trong cái cuốn Đèn Cù. Thư ký riêng của Hồ Chí Minh là Trần Dĩnh đã tường thuật rõ ràng trong cuốn Đèn Cù là Hồ Chí Minh đeo mắt kiến gắn râu gì đó, đeo mắt kính bịt râu gì đó để mà tham dự cái cuộc đấu tố của bà Nguyễn Thị Năm,
Lịch sử, sách sử nó còn ghi như vậy. Các anh không cãi được đâu. Đừng có nói là Hồ Chí Minh là không biết, rồi đứng ra trước quốc hội rồi xin lỗi đồng bào, rồi đổ thừa qua cho đợt Trường Chinh. Cái đó hành động tội ác, hành động dối gạt người dân, mỹ dân. Toàn là bịp dân không à. Rồi để tiếp tục cầm quyền, tội ác lớn như vậy, giết 172.000 người dân như vậy, rồi vẫn tiếp tục cầm quyền để đổ thừa qua Trường Chinh. Rồi rốt cuộc sau này Trường Chinh được thăng chức lên tới là chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội. Khốn nạn, cái chế độ này rất là khốn nạn, mà mình không nói mình không được, nó dằn vặt cái lương tâm của mình. Mình không muốn nói cũng không được, tại vì nó hành xử thô bạo với người dân như vậy, làm sao mình không nói được. Những người mẹ già, người ta mất đất mất cửa, người ta xuống đường, người ta biểu tình, người ta kêu gọi ông này cứu, ông kia cứu. Gần 500 đại biểu quốc hội, cái đại biểu quốc hội nó nằm trong ngoặc kép, mấy anh không có xứng đáng làm đại biểu quốc hội. Người dân than khổ như vậy mà các anh vẫn dửng dưng, cái lương tâm của các anh ở đâu? Các lương tâm của anh ở đâu? Không một người đại biểu quốc hội nào tới gặp mặt những người dân oan như là bà Trương Thị Yến để mà nói những cái lời. Hỏi tại sao bà Trương Thị Yến mỗi ngày cứ phải xuống đường? Người ta già cả rồi, đâu phải còn sức lực nhiều nữa. Nhiều cái video clip TV256 nhận ra rằng bà Trương Thị Yến đang bị bệnh. Mỗi lần nói là phải ho, có những lúc bà phải ối mửa nữa, mà bà vẫn tiếp tục cái cuộc đấu tranh như vậy. Các anh có còn lương tâm của một con người không? Nói thẳng như vậy. Các anh hãy nhìn đi, đừng có cuồng hồ và cuồng đảng nữa. Hồ và đảng là những tên phản quốc, là những tổ chức phản quốc, phản là nhân dân. Nói rõ như vậy. Các anh hãy nhìn Hồng Kông đi, các anh hãy nhìn Hồng Kông, trên 2 triệu người dân xuống đường biểu tình đòi tự do đó, đòi thoát khỏi cảnh cai trị của Trung Cộng đó, đòi được độc lập đó. Không phải Hồng Kông rồi, còn Đài Loan cũng muốn độc lập nữa. Họ không thể nào sống được một cái chế độ mà tàn ác như vậy. Một chế độ luôn luôn là nói dối, luôn luôn là lừa gạt người dân. Một chế độ mà có thể là cướp đi nội tạng của Pháp Luân Công để mà thay thế cho những người bị bệnh. Một cái chế độ tàn độc như vậy mà thế giới đã chứng minh như vậy. Và những người phim ảnh và những người Pháp Luân Công họ đã lên tiếng như vậy, làm gì mà thế giới không biết? Tất cả đều biết hết. Đó là tội ác của cái chế độ cộng sản. Nó không có còn nhân tính nữa, nó không còn là con người nữa. Thành ra các anh phải nhìn thấy tại sao trên 2 triệu người Hồng Kông xuống đường biểu tình để mà đòi cách chức cái bà mà cầm đầu đó, và đòi chống cái luật dẫn độ. Nhưng mà sâu xa hơn, TV256 nhận thấy cái người Hồng Kông đang đòi độc lập, đang đòi độc lập đó, đang trở thành một quốc gia muốn được độc lập, thoát khỏi cái ách cai trị của cái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các anh nhìn Hồng Kông đi, rồi hãy nghĩ đến Việt Nam mình.
để tránh được cái sự mà bị nhồi sọ. Nói thẳng, các anh còn đang theo cộng sản, các anh đang bị nhồi sọ bởi cái đảng cộng sản, bởi vì nó tuyên truyền, nó lừa gạt các anh chị em ở trong nước từ suốt mấy chục năm nay. Họ lừa gạt các anh từ lúc các anh còn nhỏ, còn 4-5 tuổi. Nó thảy cái cuốn vần vần đó, đánh vần cho các anh đó, là trong đó là có Hồ Chí Minh, rồi Tháp 10 đẹp nhất Bông Sen, Việt Nam đẹp nhất, có tên giặc Hồ, có tên cáo Hồ. Hiểu không? Nó đã nhồi sọ các em từ nhỏ rồi. Hiểu không? Rồi từ mẫu giáo rồi cho đến đại học luôn nữa, cho đến ra trường luôn nữa, các anh cũng phải học về tư tưởng Hồ Chí Minh rồi Karl Marx, Lenin, Mao Trạch Đông rồi cộng sản. Nó nhồi sọ cho các em từ nhỏ, thành ra các anh trở thành những người cuồng tín, các anh trở thành những người máy robot. Thử hỏi một người Việt Nam từ nhỏ sống tới lớn, ra đường thì gặp cái loa phường, loa khóm, loa xã, rồi đến lớn một chút xíu nữa thì học toàn là những cái điều mà tuyên truyền bịa bợm, rồi lúc biết đọc chữ thì đọc toàn là báo chí của cộng sản, rồi tất cả đều là đài phát thanh, đài truyền hình của cộng sản. Rồi đi ra đường thì thấy toàn là tượng Karl Marx, Hồ Chí Minh. Cái hình Karl Marx nó treo lên giữa đại hội đảng đó. Làm sao mà không tuyên nhiễm được? Các anh cũng là nạn nhân thôi. Nói thật, các anh mà cuồng hồ, cuồng đảng đó, TV nghĩ rằng các anh cũng chỉ là nạn nhân của cái chế độ cộng sản thôi. Nhưng mà qua những cái clip này, những cái điều mà TV nói sự thật như thế này, các anh nên suy nghĩ lại. Mình suy nghĩ lại, mình có bị nhồi sọ hay không, hay là mình bị tự động nó nhồi sọ, nó đi vào tiềm thức của mình và mình không biết. Thành ra mình cứ nghĩ rằng cộng sản là quang vinh muôn năm, trong khi nó là phản quốc. Mình cứ nghĩ là cờ đỏ sao vàng là cái cờ tổ quốc, nhưng mà thật sự ra nó cái cờ của những tên phản quốc, của những giặc tàu. Giặc tàu nó đè đầu, nó cai trị mình. Nó nhiều điều để mà nó chứng minh cái điều mà phản quốc lắm, mà TV256 đã trình bày quá nhiều rồi. Các anh em ráng mà tìm đọc đọc đó, để mà tránh mình trở thành một cái người máy robot, cái robot đó, để mà bảo vệ cho đảng và cho nhà nước. Cái nhà nước này đó là cái nhà nước vứt đi rồi. TV khẳng định trước sau cái nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này phải sụp đổ thôi, không còn cách nào hết đó. Không còn cái gì mà sửa hết đó, mà phải thay đổi thành một cái nhà nước mang cái thể chế tự do, dân chủ giống như Tây phương thôi. Cái áp lực quốc tế, cái áp lực ở bên Đức, cái áp lực ở bên Mỹ, dần dần nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự thay đổi. Chắc chắn nó sẽ đi đến con đường thay đổi. Các anh không thoát được đâu. TV256 khẳng định như thế. Dạ, bây giờ thì TV xin chấm dứt ở đây. Mong rằng kế cái đoạn chấm dứt này thì TV sẽ cho trình chiếu 3 cái clip mà những người mà thăm tù nhân đó họ đã quay lại được, và để quý anh chị em tìm hiểu thêm. Và mong rằng quý em chia sẻ rộng rãi cái clip này. Và nhớ đăng ký vào TV256 nha. Đăng ký TV256 để nhận được những cái bản tin sự thật về
cái channel TV256. TV nói thật, TV thấy có một số channel toàn là đưa tin không sự thật. Nói thiệt, cá nhân TV256 phản đối điều đó. Nhưng mà phải nói công tâm mà nói thì TV đã rất nhận được nhiều cái khen thưởng, là channel TV256 là một cái channel chuyên môn nói lên cái sự thật, không có ý định là để mà câu view, chỉ nói lên cái sự thật. Thì TV xin cảm ơn quý anh chị đã lên tiếng cho channel TV256. Dạ, TV xin chào. Chân đây ạ, à. Xuất phát tất cả tay đây ạ. À. Đây, hôm nay là ngày 12 tháng 10. Chúng tôi đồng hành cùng với gia đình nhà anh Trương Minh Đức vào trại 6, huyện Trương Mỹ, tỉnh Nghệ An, để đồng hành cùng với gia đình anh trong những ngày qua anh bị đàn áp bằng việc là cắt điện, và trong khi đó là anh đã tuyệt thực. Cũng đã gần một tháng nay. Vậy ngày hôm nay chúng tôi vào trong trại 6. Khi chúng tôi vào từ đường mòn Hồ Chí Minh rẽ vào trại khoảng được 500 m, thì họ cho một chiếc xe tải chặn đường, không xe cho xe cho chúng tôi của chúng tôi vào. Sau đó chúng tôi đi bộ tiến vào bên trong, thì họ cho một lực lượng rất hùng hậu từ 40 đến 50 thanh niên lực lưỡng dàn trận, mà sau đó là tấn công đánh anh Huỳnh Ngọc Chân tất cả là 3 lần, mà sẽ tiếp tục là chị ai người ta đã họ xong và họ đánh chị Nguyễn Thúy Hạnh. Hiện đây tất cả những cái vết thương tích của chị Nguyễn Thúy Hạnh đây, Nguyễn Thúy Hạnh đây, đây máu chảy máu ở mồm, hết sức là tàn ác. Vậy rất là mong cộng đồng trong và ngoài nước mà hãy lên án cái sự hành xử bất nhân của nhà cầm quyền. Đây tiếp đến là anh Huỳnh Ngọc Chân. Hiện tại là chúng tôi đang ở trên đường để chúng tôi chờ nhà thầy giáo Vũ Hùng. Vâng, đây hiện tại giờ cái vết thương của anh Huỳnh Ngọc Chân. Và thầy giáo Văn Hùng đang ở Bắc Giang. Đây chị Bình, chị Nguyên Bình là con gái của Nguyễn Trọng Vĩnh, ngày hôm nay cũng đồng hành đi cùng với tôi để thăm anh Trương Minh Đức, mà chị bản thân chị cũng đã bị bọn côn đồ công an giả danh côn đồ mà đánh chị Nguyên Bình đấy. Đây, đây là chị sông quê. Vâng, đến lần thứ hai khi mà bọn chúng nó xô vào để đánh anh Huỳnh Ngọc Chân thì phụ nữ chúng tôi cũng lao vào để can và để giải cứu cho anh, thì một thằng quay lại đạp tôi ra ngã ngửa ra đường, bật cả kính, bật cả túi đồ, và chúng nó cướp giật với một số thứ đồ của chúng tôi. Và chúng tôi trong bàn của chúng tôi thì hầu hết tất cả mọi người đều bị đánh, nhất là các đàn ông, tất cả nam giới là đều bị bọn chúng nó là gây sự, không có lý do gì chúng nó cũng cứ gây sự, xong rồi chúng nó đánh nam giới và quay ra là đánh hết nam giới, rồi còn đánh ra cả phụ nữ, bà già nó cũng không tha, đánh tất cả mọi người hầu như thế. Người thì bị đánh nặng, người thì bị đánh nhẹ, nhưng hầu hết là đều bị đánh. Trong đó có chị Nguyên Bình là bị nó đánh còn bật cả kính đi và tím cả mặt lên. Vâng, cảm ơn chị. Còn đây là vết thương họ bọn côn đồ và công an sảnh của giả danh côn đồ đánh. Hôm nay tôi là bị nhiều trận. Trận đầu tiên là Facebook nó chặn tôi 7 ngày. Và tiếp theo là tụi côn đồ ở trại giam số 6 xong ra đánh tôi. Nó đánh tôi đầu tiên, còn đánh tôi nhiều nhất. Cướp tôi một cái điện thoại và cướp đi một cái bốp, trong đó có 1 triệu đồng và tất cả cái giấy tờ. Và vì tôi đòi lại cái đó nha, còn đánh tôi nữa. Nó đánh tôi tất cả là 3 lần, mà mỗi lần đánh là 5-6 thằng. Thì sao tôi muốn đòi là cái bốp mà tôi nói tôi vay ngon rồi từng thằng một cái đó ta đôi. Nhất là cái thằng áo xanh, tức là hàng nhát đánh tôi nhiều nhất. Quần cộc mang áo xanh. Tôi chỉ mặt nó tôi bảo ra đánh ta đôi, tôi là nó không dám, nó trốn ở trong.
Thì sau đó cử thằng bộ đội, mặc đồ bộ đội ra rồi đánh tôi, đánh tay đầu với tôi. Nhưng mà thằng đó hồi trước chưa đánh với tôi. Tôi muốn đánh là đánh với cái thằng hàng nhất đó. Trong cái đó, nhưng khi thách thức quấn tay đầu thì nó không dám. Ê, anh, tuy nhiên tôi cũng bị đánh tất cả 3 lần, đánh hội đồng 3 lần. Mà chính vì tôi bị đánh nhiều, anh chị em cũng đỡ bị đánh hơn. Khi anh mẹ chị em xong cứu tôi thì nó có đánh anh chị em, mỗi người đánh cũng khá nặng. Lại cũng bị xe xác. Nói chung là rất cảm ơn tinh thần. Đây đây là cái vết thương, đây đánh anh Huỳnh Ngọc Trinh là sưng hết cả mắt tím, tới cộng đồng nhìn rõ mắt anh bị sưng. Còn rất cảm ơn. Nói về cái chuyện mà đầu chúng lứa đường chúng nó ngăn chặn không cho chúng tôi vào trại, thì chúng nó bảo đây là đường làng của chúng nó. Đến khi có hai công an mặc sắc phục hẳn hoi đi đến thì mới bảo phải can thiệp không cho những cái lũ này chặn đường chúng tôi, bởi vì chúng nó chẳng có chức danh gì cả, chúng nó chẳng có giấy tờ, chẳng, nó là một cái người rất là bình thường, nó không có cái gì chức năng để mà ngăn chặn, thì công an lại cứ thế bỏ đi. Hai anh công an mặc sắc phục hẳn hoi, tôi không kịp nhìn là quân hàm là cái gì, mình chưa kịp nhìn quân hàm là cái gì. Vâng, cảm ơn chị. Và không những thế mà ngày hôm nay họ đánh cả anh Nai Tiến Sơn. Đây, họ đánh anh Nai Tiến Sơn cùng đi cùng với chúng tôi. Hôm nay chúng tôi đi cùng đoàn ấy, đến cái thì gặp bọn cô nổ ra chặn đường, nó bảo không cho vào làng đó. Mà lên trên đường đi vào trại 6 thì chúng nó chân chụp ảnh hay là nhảy vào đánh chân và đánh mọi người, cứ đàn đông đánh, rồi ai vào ngăn thì nó đánh, nó đông quá. Mà anh em toàn những người nhiều tuổi, mà đông người ít người đi, hôm nay là 20 người, cho nên chúng nó phải đến 40-50 người đánh, cho nên là tôi bị chúng nó đánh mới cháy vào tai, vào mặt, nó tai giờ vẫn đang u. Nhưng mà qua đi thấy biết là cái trại giam này là cái trại giam dạng gọi là nhà tù phát xít, chứ không phải nhà cái cải tạo của xã hội chủ nghĩa. Vâng, cảm ơn ạ. Đây, ngày hôm nay họ đánh tiếp cả anh Nợi, là bố của tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Đây, anh Nợi hôm nay cũng bị đánh. Vậy được giới thiệu vậy được. Vâng. Đây, hôm nay tiếp là nó đánh cả hai vợ chồng chị Cấn chị Theo. Đây, hôm nay nó đánh cả của gia đình chị Cấn thị Theo, chị có nó điều đánh, gì muốn nói đánh, truyền thông. Đánh chồng tôi ạ. Tôi đi gần chồng tôi thì tôi thấy là nó chẹt cổ chồng tôi, nó đánh rất là nhiều vào đầu và cổ và mặt chồng tôi. Thì tôi cơi lên thì nó cũng định đánh cả tôi. Và hôm nay nó đánh rất là nhiều người trong cái đoàn mà chúng tôi vào thăm tù nhân lương tâm ở trại 6 ạ. Vâng, ngoài ra thì ngày hôm nay thì họ thì chúng nó cũng đánh cả tôi, chảy cả máu tai. Đây, chị Thiêu cầm hộ đây. Vâng ạ, đánh anh Dũng đây ạ. Đây ạ, đánh anh Dũng rất là tàn khốc. Mà ngoài cái đánh này là nó còn đánh vào người, vào mặt và đầu rất là nhiều cái chảy máu này. Nhưng mà tôi thấy là nó đánh anh Dũng ngã rúi xuống. Tôi thấy nó đá 3-4 thằng, nó đá vào bụng anh Dũng, nó đá vào bụng và ngực anh Dũng. Thì cứ người nào mà đàn bà mà đứng gần đấy là nó đánh hết tất cả những người ở Nghệ An, là bị đánh rất là nhiều ạ. Vâng, rất quán cảm ơn cộng đồng đã quan tâm. Tao dính quần, dính giờ, tao tha cái quần. Cây ba mày nhá.
cửa mấy người đấy. Mà để đấy. Thôi. Để ra thai buồn. Đập lối đi. Ai lên tòa rồi? Đập cái ngoài mẹ đi. Đập mẹ. Thế nào muốn đập mẹ luôn đi.